Tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNFPA và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức hội nghị công bố kết quả điều tra quốc gia về bạo lực với phụ nữ Việt Nam năm 2019 nhằm thông tin rộng rãi về các kết quả thu được từ cuộc điều tra. Theo báo cáo điều tra năm 2019, cứ 3 phụ nữ thì có gần 2 phụ nữ phải chịu ít nhất một hoặc nhiều hình thức bạo lực do chồng gây ra trong đời, và 31,6% bị bạo lực trong 12 tháng qua. Bạo lực đối với phụ nữ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho phát triển kinh tế và sức khỏe thể chất, tinh thần của phụ nữ. Ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gây ra cho nền kinh tế Việt Nam tương đương với 1,8% GDP. Tại hội nghị, các cơ quan tham gia thực hiện cuộc điều tra khẳng định, sau gần 10 năm kể từ cuộc điều tra lần thứ nhất, các kết quả thu được cho thấy những chuyển biến tích cực dù còn tồn tại hạn chế nhất định. Nhìn chung, tỷ lệ phụ nữ bị các dạng bạo lực đã giảm nhẹ. Thay đổi tích cực đang diễn ra rõ nét ở nhóm phụ nữ trẻ tuổi. Họ không cam chịu và mạnh mẽ hơn trong đấu tranh với bạo lực. Những người có trình độ học vấn cao có tỷ lệ bị bạo lực cũng thấp hơn. Tại hội nghị công bố kết quả điều tra, Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và UNFPA cùng kêu gọi hành động khẩn cấp để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ.